Thưa quý vị, và theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hội An vừa phát hiện thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới tại chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong là không chính xác. Cụ thể, đây là 2 ca bệnh 549 và 550 là sư cô trú ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Cả hai trường hợp này đã được điều trị thành công, xuất viện vào cuối tháng 8/2020, sau đó được thực hiện cách ly tại chùa Bảo Thắng và tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định. Trong 2 lần lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Vào ngày 13 tháng 9, được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3, có kết quả dương tính trở lại. Hiện thì hai bệnh nhân 549 và 550 đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để tiếp tục cách ly theo dõi theo đúng quy định. Và theo nhận định ban đầu, việc dương tính này có thể là do sát virus còn lại. Mặt khác, hai sư cô từ khi xuất viện về chùa đều ở trong phòng, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai nên cũng không quá lo lắng về việc lây nhiễm bệnh trong cộng đồng.